Chiều ngày 29 tháng 1, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện chủ trì hội nghị ban thường vụ huyện ủy phiên họp thường kỳ tháng 1 năm 2024. Dự hội nghị có đại diện ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, các đồng chí trong thường trực huyện ủy, hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn liên quan của huyện. Tại phiên họp, ban thường vụ huyện ủy nghe và cho ý kiến vào các nội dung theo chương trình công tác, gồm báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 1, phương hướng, nhiệm vụ tháng 2 năm 2024, báo cáo hoạt động của thường trực huyện ủy giữa hai kỳ họp ban thường vụ huyện ủy, dự kiến giao một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị, dự thảo quy chế làm việc của ban chấp hành đảng bộ huyện, ban thường vụ và thường trực huyện ủy Vĩnh Tường khóa 26, nhiệm kỳ 2020-2025, dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thi hành điều lệ đảng 2011-2025 và tổng kết công tác xây dựng đảng 5 năm 2021-2025, chương trình hành động của ban chấp hành đảng bộ tỉnh trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội đối với ban thường vụ, công tác tổ chức cán bộ, đảng viên và một số nhiệm vụ quan trọng khác. Tháng 1 năm 2024, ban thường vụ huyện ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quý 1 năm 2024, trọng tâm là chỉ đạo thực hiện công tác đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, đánh giá xếp loại cán bộ lãnh đạo quản lý, tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện nghị quyết số 19, 16 tháng 3 năm 2023 của ban thường vụ tỉnh ủy về xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, tổ chức gặp mặt cán bộ nguyên lãnh đạo quản lý và cán bộ diện chính sách nhân dịp đón xuân Giáp Thìn 2024. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện triển khai kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2024, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là dự án khu công nghiệp Đồng Sóc. Về cơ bản, các đại biểu đều nhất trí cao với các nội dung được thông qua, một số ý kiến tham gia bổ sung làm rõ hơn về một số lĩnh vực, như dự kiến chỉ tiêu, nhiệm vụ giao cho người đứng đầu các chi, đảng ủy, cơ quan, đơn vị năm 2024, công tác xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu, công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, xử lý tồn đọng về đất đai, công tác giảm nghèo, thăm hỏi các đối tượng chính sách trong dịp Tết, công tác chuẩn bị tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đầu xuân. Để tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2024, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện yêu cầu các đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm theo tinh thần chỉ đạo tại chỉ thị số 26 ngày 23 tháng 11 năm 2023 của ban bí thư, công văn số 2345 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của ban thường vụ tỉnh ủy. Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc hoàn thành các tiêu chí, xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu năm 2024. Chỉ đạo hướng dẫn nhân dân gieo trồng vụ đông xuân năm 2024, chú trọng giám sát tình hình dịch bệnh, phòng chống rét trên cây trồng vật nuôi. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ phát động Tết trồng cây năm 2024. Các đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị thuộc cụm phụ trách, phân công lãnh đạo, cán bộ, nhân viên trực Tết, bảo đảm xử lý và giải quyết kịp thời, hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh tại địa phương, đơn vị. Ngay sau khi hết thời gian nghỉ Tết theo quy định, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị phải nhanh chóng bắt tay vào làm việc, đưa các hoạt động trở lại bình thường. Tăng cường quản lý, giám sát và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, sử dụng thời gian trong ngày làm việc đi du xuân, lễ hội, đền, chùa. Hội nghị ban thường vụ huyện ủy tháng 1 năm 2024 cũng thông qua quyết định một số nội dung quan trọng khác.